Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Dung Hà, Oanh Hà có lẽ là cái tên không còn xa lạ gì trong giới giang hồ. Đó là phụ nữ, thế nhưng đây lại là hai đối tượng giang hồ cộng cán với hàng loạt những hành vi vi phạm pháp luật. Để bắt những bà trùm khét tiếng này đền tội trước pháp luật không phải là điều đơn giản, bởi các đối tượng vô cùng lọc lõi và tinh vi. Hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị chi tiết về cuộc vây bắt Oanh Hà cùng đồng bọn chấn động phố núi. Công an đột kích bắt sống bà trùm giang hồ cộng cán khét tiếng chấn động phố núi. Sau nhiều ngày phục kích, 17 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2014, Công an tỉnh Lâm Đồng ập vào ổ bạc tại ngôi nhà ở thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt của vợ chồng Tôn Thất Lâm Tuyền và Nguyễn Thị Miền. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 38 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng là người già, phụ nữ mang thai, được người nhà bảo lãnh nên cho tại ngoại. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm một bộ chén đĩa, 4 quân vị dùng để đánh bài, hơn 40 triệu đồng trên chiếu bạc, trên 108 triệu đồng trong người các con bạc, 4 xe ô tô, 8 xe máy và 27 điện thoại di động. Đặc biệt, cảnh sát còn thu giữ được một khẩu súng côn cùng 2 viên đạn trên người Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1987, thường trú ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng tổ chức sòng bạc này được xác định là Phan Nguyễn Bảo Vương, sinh năm 1975, trú tại tổ 5, thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, và Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1984, thường trú ở khu phố 2, thị trấn Đờ Ran, huyện Đơn Dương, tạm trú tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Trong số các con bạc, có nhiều đối tượng thuộc diện cộng cán, có tiền án tiền sự, thường xuyên tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc từ các tỉnh thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu lên. Đặc biệt là bà trùm cờ bạc Vũ Hoàng Oanh, sinh năm 1957, thường được gọi là Oanh Hà, chị ruột Dung Hà, là trùm giang hồ Hải Phòng liên quan vụ án Nam Cam. Oanh Hà có 2 tiền án, một tiền án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và một tiền án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng tham gia với Vũ Hoàng Anh còn có một nhóm đối tượng khác như Đỗ Văn Thắng, thường trú ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Vũ Hoàng Anh, Đào Hồng Anh, thường trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và một số đối tượng khác. Theo lời khai nhận ban đầu, nhóm con bạc người Hải Phòng vào Lâm Đồng từ ngày 28 tháng 6, thuê khách sạn tại huyện Đức Trọng và bắt đầu móc nối với các đối tượng cờ bạc tại Đà Lạt để tổ chức hoạt động. Về chân tướng của bà trùm, ít người biết rằng người đàn bà có số má này xuất phát từ một người bán hàng nước. Vì giấc mộng phù hoa nên thị đã chọn cho mình cách tiến thân bằng con đường phạm tội. Hình thức kiếm tiền bằng bài bạc của Oanh Hà ban đầu núp dưới bóng em gái là Dung Hà, người đứng ra lập một công ty mà thị là tay chân thân tín nhất. Thành viên của công ty này là những người có máu mặt, có tiền góp tẩy, quỹ chung. Khi có tẩy thì chăn dắt, dụ gà đến đánh bạc, chủ yếu là sóc đĩa. Mỗi ngày sát phạt đều được hoạch toán rõ ràng và chia lãi theo cổ phần trong thùng tẩy của mỗi thành viên. Dung Hà mở công ty cờ bạc ở khắp mọi nơi, nhưng tụ điểm chính vẫn là ở ngay tại nhà, số 2/23, phố Trạng Trình, thành phố Hải Phòng. Với sự trợ thủ đắc lực của vợ chồng hai chị gái Vũ Thị Hoàng Anh và Vũ Thị Nga, Dung Hà đã biến sòng bạc này thành một bong ke. Ngoài việc bố trí đàn em canh gác cẩn mật, thị còn có một hệ thống sàng lọc người tham gia, sẵn sàng gạt bỏ những người lạ mặt và những người đến chơi bạc không trong diện môi giới. Thị còn lập một chòi quan sát ngay tại nhà Vũ Thị Nga, Nga Hà ở gác 2, số 32 phố Trạng Trình. Chòi quan sát này được nối với nhà Dung Hà bằng một hệ thống chuông. Khi thấy người lạ xuất hiện ở đầu ngõ, chỉ cần nhấn chuông là tất cả các con bạc giải tán một cách nhẹ nhàng. Chính nhờ hệ thống chuông báo động này mà nhiều lần Dung Hà đã thoát khỏi các cuộc truy quét của công an. Khác với hai chị em Dung Hà và Hằng Hà, tuy trắng trẻo, cao ráo nhưng mặt vuông, tướng tá cồng kềnh như con trai, thì Vũ Oanh Hà trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp. Ngay từ nhỏ, trong 4 người con gái của gia đình họ Vũ thì Oanh Hà có biệt danh là tiểu thư. Oanh Hà biết mình xinh đẹp, lại chăm chút sắc đẹp nên từ khi còn thiếu nữ, khối anh chàng, cả con nhà gia thế lẫn giang hồ để ý. Chính vì lợi thế sắc đẹp này mà mãi sau này, khi muốn xưng ngôi, lấy địa vị giang hồ, Oanh Hà đã khiến không ít đấng mày râu phải gục ngã vì quãng đời tội lỗi của thị. Những năm 60-70 của thế kỷ trước,
Dù làm công nhân, buôn thúng bán bưng, nhưng cha mẹ Hà luôn cố gắng tạo điều kiện cho các con ăn học đàng hoàng. Để nuôi được 6 đứa con trong gia đình ăn học quả là gánh nặng lớn. Tuy nhiên, phụ sự cố gắng của cha mẹ, đám trẻ trong nhà thiếu hụt sự dạy dỗ, quản lý đã hư hỏng sớm. Nhà gần chợ sắt, ngay từ nhỏ, Oanh Hà là chị gái lớn trong nhà đã tụ tập, chơi bời cùng đám bạn xấu ở khu đó trộm vặt. Oanh Hà tiếp xúc với Bình Sứt, con một đại gia có cỡ của đất Càng, cũng là một tay ăn chơi có tiếng. Từ mối quan hệ này, một mặt Oanh được tạo điều kiện tiếp xúc giao lưu với giới giang hồ, mặt khác có tấm lá chắn khá vững chắc từ mẹ người yêu. Oanh Hà chẳng mấy chốc có chút tên tuổi. Hồi đó, để có tiền tiêu xài, Oanh Hà đứng ra làm chân thu gom đồ trộm cắp của dân hai ngón. Những món hàng có giá trị như xe đạp, mũ cối, dép nhựa được lũ choai choai thó được tập trung về cho Oanh. Oanh bán lại số tiền đó kiếm lời. Tối tối, tiểu thư thường phe phẩy bán vé chợ đen ở khu rạp Tân Việt. Từ bà chị cả, các em của Oanh Hà lần lượt làm theo. Bản thân Oanh Hà sau nhiều lần vượt biên không thành, năm 1990 về phụ giúp Dung Hà trong việc trông coi sòng bạc tại gia đình. Lúc đó thế lực của Dung Hà ở Hải Phòng rất mạnh, tập trung dưới trướng ả, có hàng trăm đệ tử, trong đó có cả những kẻ chuyên đâm thuê chém mướn. Oanh Hà kín đáo lui lại làm hậu phương quản lý sòng bạc gia đình. Sau năm 1995, khi công ty cờ bạc của Dung Hà bị cơ quan công an sờ gáy, làm ăn ở Hải Phòng lâm vào khó khăn, Dung Hà quyết định nam tiến để mở rộng thị trường. Tiểu thư Oanh Hà ở lại thay em trở thành thủ lĩnh, mở những sòng bạc ở khắp nơi trong thành phố Hải Phòng. Oanh rất khôn ngoan, thay đổi địa điểm và hình thức liên tục. Song, công an thành phố Hải Phòng truy quét mạnh hoạt động của Oanh Hà, nên hoạt động phạm pháp của Oanh không thể rầm rộ như cô em gái ngày trước. Ngoài ra, Oanh còn kết hợp với Hạnh Sự, Oanh Sự, hai nữ quái của Hà Thành, Thủy Té và em gái Dung Hà lập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh. Tuy nhiên, Oanh Hà không có tố chất thủ lĩnh như em gái. Vì vậy, tuy kế nghiệp em, nhưng Oanh không vượt qua được cái bóng của Dung Hà. Năm 1995, công ty cờ bạc gia đình của Dung Hà bị khởi tố. Đứng trước vành móng ngựa, ngoài Dung Hà, Oanh Hà, Nga Hà, còn có hai ông anh rể là Phạm Công Giang, chồng Oanh Hà, và Nguyễn Quang Quế, chồng Nga Hà, lúc đó cũng là một cán bộ hải quan của thành phố Hải Phòng. Vụ án đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an phía Nam bắt giữ 41 đối tượng có liên quan. Các đối tượng này đang bị điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là kết quả bước đầu của Bộ Công an trong đợt truy quét băng nhóm cờ bạc do bà trùm Oanh tổ chức cho các đối tượng sát phạt đỏ đen với mức độ ăn thua cực lớn. 57 đối tượng bị tạm giữ hình sự, trong đó có nhiều tay giang hồ số má cùng với nhiều tiền bạc, tài sản có giá trị. Năm 2000, sau khi cô em gái bị bắn chết trong thành phố Hồ Chí Minh, tiếp sau đó là đường dây cá độ của Hạnh Sự bị đánh sập, người ta đồn rằng Oanh Hà chuyển hẳn vào Sài Gòn ở ẩn. Nhưng thật ra lúc này, tiểu thư có những âm mưu mới. Khác với cô em Dung Hà tính tình như đàn ông, ngang tàn, hiếu chiến hay tham gia vào những phi vụ thanh toán, tranh giành, chọn đối tượng yêu đương, cũng toàn giang hồ cộm cán. Oanh Hà xinh đẹp, tính tình lại kín đáo. Tuy đã có một đời chồng, ba đứa con riêng, cùng 5 lần bị bắt vì tội vượt biên trái phép, nhưng nét đẹp của tiểu thư vẫn làm ngây ngất Phạm Công Giang, sinh năm 1959, kém Oanh 2 tuổi. Giang ở phường Mê Linh, quận Hải Phương, thành phố Hải Phòng, tốt nghiệp trường đại học và được cử đi học 4 năm ở Liên Xô. Một người có học hành đầy đủ, nếu không nói là khá cao, tương lai sáng lạn, vẫn không thoát khỏi lưới tình của ả đàn bà xanh xòi lõi đời. Đến tháng 7 năm 2002, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Oanh Hà cùng đồng bọn. Theo hồ sơ, từ năm 1993 đến năm 2002, băng tội phạm này đã mua bán 103 bánh heroin, 36,05 kg, 50 kg cần sa, 15 kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc. Qua nhiều phiên xét xử, ở phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyên phạt 9 bị cáo mức án tử hình, trong số đó có Oanh Hà. Tuy nhiên, Oanh Hà kháng cáo vì cho rằng thời điểm Oanh phạm tội là lúc Oanh đang mang thai con út là Phạm Hoàng Đê, sinh năm 1994, con của Oanh và Phạm Công Giang. Rồi khi bản án bị hủy, xét xử lại thì tiểu thư Oanh Hà chỉ nhận mức án 20 năm tù. Tuy bị kết án đến 20 năm, nhưng do có thành tích giúp cơ quan điều tra phá nhiều vụ án, cải tạo tốt, vào tháng 8 năm 2009, Vũ Hoàng Oanh được đặc xá tha tù trước thời hạn. Người ta những tưởng bà trùm sau những gì ăn năn, cải tạo tốt, lập công chuộc tội trong những ngày tháng tại trại giam đã thay đổi nhận thức
khi được đặc xá trở về làm người dân lương thiện. Nhưng mộng bá vương chưa bao giờ tắt trong người đàn bà đẹp nhưng nguy hiểm này. Vào thời điểm tháng 8 năm 2009, Oanh Hà ra trại, đúng lúc giang hồ đất càng lâm vào cảnh khó khăn. Những tên tuổi lớn hoặc ở ẩn hoặc sộ khám, nếu không cũng dạt vào Nam lập nghiệp. Ở lại nơi đây, chỉ có những băng nhóm nhỏ lẻ chém giết nhau để tranh giành đất kiếm ăn. Việc cơ quan công an làm căng, truy quét liên tục đã khiến đất Hải Phòng không còn là nơi có thể dựng nghiệp lớn cho Oanh Hà vùng vẫy. Nhận thấy điều đó, Oanh Hà một lần nữa nam tiến. Bắt đầu từ nơi Dung Hà đã thất thủ, Oanh chọn đường Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi cách đây 11 năm Dung Hà bị sát hại, để làm đại bản doanh. Như một lời khẳng định, mình sẽ là người kế vị em gái. Quả đúng như vậy, từ khi Dung Hà bị bắn giết, giới giang hồ đất càng như rắn mất đầu. Suốt nhiều năm không tìm được người kế vị, nên đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, chém giết lẫn nhau. Nhiều tên tuổi số má có tham vọng kế nghiệp chị Dung, nhưng dường như sức mạnh và uy tín chưa đủ để quy tụ anh hào. Khi tiểu thư Oanh Hà lên tiếng, những kẻ khát gặp nước, rất nhiều đàn em Dung Hà đã quay về quy tụ dưới trướng Oanh Hà. Nếu hầu hết những tên tuổi lớn một thời như Dung Hà, Nam Cam đều chọn con đường xây dựng một tổ chức cờ bạc, để trước là lập nghiệp, sau là bành trướng, thì trong lần nam tiến này, Oanh Hà cũng chọn lối đi như vậy. So với mại dâm, ma túy, đâm thuê, chém mướn, thì tổ chức đánh bạc vừa kín đáo, lợi nhuận cao, lại sạch sẽ, mà tầm ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Bước này sẽ làm bàn đạp, hình thành tổ chức chân rết cho những hoạt động mạnh mẽ và rộng khắp sau này. Về điểm này, người ta phải khâm phục tầm nhìn xa và tư duy chiến lược trong đầu óc của những ông trùm bà trùm. Khoảng tháng 12 năm 2009, Vũ Hoàng Oanh vào thành phố Hồ Chí Minh và thuê phòng ở khách sạn M2M số 19B Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời móc nối tìm cơ sở đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong lần thị sát ở tỉnh Đồng Nai, Oanh gặp Trần Văn Kiên, tức Kiên Thép, sinh năm 1974. Lúc này, Kiên đang là đối tượng bị truy nã của công an thành phố Hải Phòng. Kiên Thép nói cho Oanh biết Kiên đang ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kiên giới thiệu và mời Oanh đến sới bạc của Nguyễn Thế Hùng, tức Hùng Lân, mở tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cùng thời điểm đó, Băng Long Thanh và Hưng Vườn thủ lĩnh giới cờ bạc ở Đồng Nai bị triệt phá nên nhiều con bạc mất chỗ đốt tiền. Nhận thấy đây là thiên thời vì đối thủ lớn nhất cạnh tranh lãnh địa đã không còn, lại thêm địa lợi khi Đồng Nai là cửa ngõ của Sài Gòn, lại gần Bình Dương, Vũng Tàu, là nơi đắc địa để tổ chức đánh bạc. Và nhân hòa khi Oanh Hà gặp Kiên Thép, kẻ có mối quen biết rộng với giới cờ bạc Đồng Nai, người sẵn sàng đứng ra bảo kê cho bà chị. Bên cạnh đó, Oanh Hà còn nhận được sự hậu thuẫn lớn của nhóm đàn em Dung Hà hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Đầu tháng 6 năm 2010, Vũ Hoàng Oanh gọi Vũ Thị Hằng, em gái của Oanh, Đào Thế Anh, con trai của Oanh, Nguyễn Thị Thùy Châu, vợ của Đào Thế Anh, từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh thuê thêm phòng ở tại khách sạn M2M. Sau đó, Hằng, Thế Anh điện thoại cho những tay anh chị ở Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Một số tay anh chị được ở khách sạn M2M, một số thuê nhà trên đường Trần Hưng Đạo để lập ổ nhóm. Nhóm này gồm Trần Quang Lưu, tức Lưu Phở, Phạm Văn Tuấn, tức Tuấn Lốc, Phạm Đức Hưng, Trần Đức Hồng, Nguyễn Đình Thủy, Đỗ Mạnh Toàn, Nguyễn Trọng Tâm, tức Tâm Mập. Trong thời gian thuê phòng ở khách sạn M2M, Vũ Hoàng Oanh nói với Kiên, không làm gì thì đi làm với cô Hằng giúp cô, có thế nào thì Hằng không để cho cháu thiệt đâu. Vũ Thị Hằng nói với Kiên giúp Hằng quản lý quán xuyến trong tổ chức đánh bạc của Oanh, Hằng, Mai Huy, Hiếu Lé, sinh năm 1972, kẻ đã có 3 tiền án đứng ra mở một sòng bạc trên địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tuy là người gốc Vũng Tàu, nhưng Hiếu Lé đã biết tiếng tiểu thư Oanh Hà. Khi biết Oanh Hà thăm dò để mở sòng bạc ở Đồng Nai, Vũng Tàu, Hiếu liền bắt tay liên lạc ngay, sẵn sàng để cho Oanh Hà làm cái tại sới bạc do Hiếu tổ chức tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, nhưng phải chi trả tiền sâu cho Hiếu. Đã có thổ địa là Hiếu dựng rạp, Oanh Hà chỉ việc dọn cỗ. Lập tức đội quân cờ bạc chuyên nghiệp của gia đình được điều xuống Vũng Tàu để ăn thua với các con bạc dưới hình thức sóc đĩa, với mức độ ăn thua hàng chục triệu đồng trên một ván. Cả gia đình đều có thâm niên tham gia tổ chức sòng bạc của Dung Hà ngày xưa, nên Oanh Hà tổ chức phân công sòng bài rất chuyên nghiệp, quy củ. Trong đó, Hằng được Oanh Hà giao quản lý tiền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tại sới bạc. Để tránh sự phát hiện của công an, các sòng bạc sóc đĩa của Oanh, Hằng chỉ hoạt động vào chiều tối.
Mỗi ngày cứ chập tối, những con bạc tỉnh khác được điều đến đón từ chiều, nửa đêm lại có xe đưa về. Cứ 1 đến 2 ngày, Oanh đánh xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thị sát. Ngoài ra, Oanh cũng chỉ đạo đàn em tổ chức sòng bạc tại địa bàn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày như vậy, Oanh Hà thu được tiền lời từ khoảng 200 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, bà trùm này còn vươn cánh tay sang lãnh địa cá độ bóng đá và số đề. Do không am hiểu về Internet nên Oanh Hà giao cho Đỗ Thành Phương, tức Phương Việt Kiều, điều hành đường dây. Trong vụ này có tham gia của nhiều đối tượng nước ngoài như Long Macau, A Bằng, Tuấn, Mười, Mai, Ngọc, Chiếu. Mảng đánh đề Oanh giao cho Trần Quốc Hồng, là một tay giang hồ Hải Phòng, mới 30 tuổi đảm trách. Một sự việc mà qua đó có thể thấy dã tâm của Oanh Hà. Những ngày đầu, khi mới bước chân xuống Đồng Nai, Oanh được Kiền Thép giới thiệu với Hùng Lân và được Hùng Lân giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên, khi đã đủ mạnh, Oanh Hà thẳng tay dọn cỏ đàn em. Oanh sai Nguyễn Xuân Thắng thủ tiêu Hùng Lân. May mắn là Hùng Lân thoát chết. Điều này thể hiện bản chất bà trùm của Oanh Hà. Tuy không côn đồ, manh động như Dung Hà, nhưng khi kẻ khác ngáng đường thì tiểu thư cũng sẵn sàng ra tay với mức độ tàn khốc và lạnh lùng, không kém cô em út Dung Hà. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, Oanh Hà đã bị bắt cùng đồng bọn trong một vụ vây giáp chấn động phố núi. Đó cũng là cái kết cho những lộng hành, coi thường pháp luật, tham gia vào những hoạt động phi pháp. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.